Xin kính chào quý vị các bạn quay trở lại với showroom Thế giới xe Đức. Hôm nay cũng là giữa tuần, rất là nhiều những mẫu xe vừa cập bến Thế giới xe Đức. Tôi là Long, quản lý tại đây, sẽ giới thiệu một số những cái chiếc xe mới về và những xe đang có tại hiện tại. Thứ nhất là báo giá cho anh em và thứ hai là thông tin xe. Đấy, đầu tiên là chúng ta có một chiếc ngay cạnh tôi đây, chiếc Maybach S400. Cũng như tôi giới thiệu đợt trước thì chiếc này hiện tại thì tôi đang bán khoảng hơn 4 tỷ 6 một chút. Hiện tại thì Thế giới xe Đức đang chào bán khoảng hơn 4 tỷ 6 và hiện tại thì chiếc này mới lăn bánh có khoảng 50.000 km và là một trong những chiếc xe Maybach đã update lên S650. Đây chúng ta có mặt ca lăng S650 này, có cụm đèn multibeam này và có bộ mâm chống đồng anh em nhé. Đối với những chiếc crossover thì chúng ta có một chiếc GLC 300 sản xuất 2020 mang biển số Hà Nội và hiện tại chiếc xe này Long đang chào bán với mức giá khoảng hơn 2 tỷ 2 một chút anh em nhé, lăn bánh 20.000 km rất mới. Một chiếc Lexus cực kỳ đặc biệt, chiếc Lexus 570. Đấy, Long mới về chiếc này được khoảng chưa đến một tuần. Chiếc xe này lăn bánh đúng 3.000 km. Đây là phiên bản giới hạn của Lexus, lăn bánh 3.000 km, sản xuất 2019, đăng ký 2020. Tại thời điểm 2020 thì đặt hàng chiếc xe này mới có hàng anh em nhé. Hiện tại thì chiếc xe này Long đang bán khoảng hơn 9 tỷ một chút. Đấy, rất đẹp. Đây là một trong những chiếc GLC 250. Đấy, màu trắng nội thất nâu, còn rất là mới. Chiếc xe này mang biển số Hà Nội và hiện tại thì Long đang chào bán với mức giá khoảng hơn 1 tỷ 6, lăn bánh hơn 30.000 km, màu trắng nội thất màu nâu anh em nhé, GLC 250 Formatic. Đấy, rất đẹp luôn. Ở đây chúng ta có một chiếc C300 mang biển số thành phố Sài Gòn, C300 AMG và hiện tại Long đang chào bán chiếc này với giá bán khoảng hơn 1 tỷ 6 anh em nhé, xít soát là khoảng gần 1 tỷ 7. Đấy, chiếc xe này rất đẹp, lăn bánh 16.000 km, đã vào gói option khoảng hơn 100 triệu tiền đồ. Đến với những mẫu xe thấp hơn thì chúng ta có một chiếc C250. Đây là chiếc C250 Exclusive sản xuất 2017. Hiện tại Long đang chào bán với mức giá cũng hết sức hợp lý anh em nhé, khoảng hơn 1 tỷ 2 một chút thôi. Và chiếc xe này mang biển số Hà Nội, mới lăn bánh 35.000 km. Hãy tiến tới phía sau đây thì chúng ta có một chiếc Audi A6 sản xuất 2016. Nếu mà tầm tiền một chiếc xe hạng sang rộng rãi thì chúng ta có một chiếc Audi A6 màu đen nội thất màu nâu, mới lăn bánh 50.000 km, giá chưa đến 1 tỷ 3 anh em nhé. Hết sức hợp lý cho một chiếc Audi A6 như này. Rất đẹp. Phân khúc tầm tiền khoảng 1 tỷ 3 đổ lại chúng ta cũng có một chiếc crossover mới ra của Mercedes-Benz, chiếc GLA 200 màu đỏ nội thất màu đen. Hiện tại chiếc xe này Long đang chào bán với mức giá khoảng gần 1 tỷ 3. Đấy, mang biển số thành phố, mới lăn bánh khoảng hơn 20.000 mai thôi, rất mới. Rất nhiều những chiếc xe màu đỏ hôm nay rất là may mắn, rất nhiều chiếc xe màu đỏ đang có mặt tại đây. Bên cạnh tôi đây là một chiếc E300 sản xuất 2017. Đấy, mang biển số Hà Nội, mới lăn bánh 50.000 km. Và hiện tại thì Long đang chào bán chiếc xe này với giá cũng hết sức hợp lý, khoảng hơn 1 tỷ 8 một chút thôi. Đấy, rất hợp lý luôn. Màu đỏ nội thất màu đen. Đấy. Tầm tiền 1 tỷ 1 đổ lại thì chúng ta vẫn có những cái lựa chọn cho một chiếc crossover. Ở đây chúng ta có một chiếc GLA 250 bản đủ luôn, có cửa sổ nóc, có vành AMG và giá bán chưa đến 1 tỷ 1 anh em nhé. Rất đẹp, lăn bánh 45.000 km, mang biển số Hà Nội. Đấy, biển rất đẹp luôn. Mẫu xe mà cũng là E300 nhưng mà đời cao chót vót thì chúng ta có một chiếc E300 2020 AMG. Đấy, sản xuất 2020, lăn bánh 9.000 km và hiện tại Long đang chào bán khoảng hơn 2 tỷ 4. Đấy, rất đẹp, màu đỏ nội thất màu đen, E300 AMG biển thành phố. Đấy. Chiếc S600 Maybach này thì hiện tại Long đã nhận cọc rồi. Đấy, chúng ta có một chiếc C200 Exclusive sản xuất 2018, màu đỏ nội thất màu kem và chiếc này Long bán khoảng hơn 1 tỷ 4, mang biển số Hà Nội, mới lăn bánh khoảng 1,5 vạn km thôi. Đấy, rất mới, 1,5 vạn mai, tương đương với khoảng gần 3 vạn km, rất mới luôn. Đấy. Crossover của Mercedes-Benz chúng ta không thể không nhắc đến những chiếc GLC. Ở đây Long còn hai chiếc GLC đã giới thiệu cho anh em. Chiếc GLC 300 2017, đấy, sản xuất 2018, chiếc xe màu xanh Tiger và hiện tại Long đang chào bán mức giá là khoảng 1 tỷ 7. Chiếc xe này nó đang sale giá rất tốt anh em nhé. Màu xanh Tiger và nội thất màu kem với giá bán khoảng 1 tỷ 7. Đấy, quá tuyệt vời luôn, giá rất hết sức hợp lý. Mẫu form mới của GLC ở đây Long còn một chiếc GLC 300 màu đỏ, nội thất màu đen, lăn bánh 16.000 km, mang biển số Hà Nội.
Và chiếc xe là Long đang chào bán mức giá khoảng 2 tỷ 3. Đấy, rất mới anh em nhé. Để tất cả những chiếc xe Long đang chào bán thì đảm bảo với anh em bằng văn bản của Thế Giới Xe Đức là xe nguyên bản chưa từng đâm đụng va chạm ngập nước. Đấy, động cơ hộp số nguyên bản chúng ta có thể mang ra test hãng, check thoải mái. Đấy. Và tất cả những cái chính sách bán hàng hiện nay đối với những chiếc xe lướt tại đây thì được hỗ trợ là 80% là chúng ta được trả góp anh em nhé. Thời gian vay là từ 4 đến 6 năm tùy theo cái nhu cầu của vị khách hàng thôi. Đấy, bất kể chiếc xe nào chúng ta cần thông tin hoặc là đủ cái tầm tiền của mình, hãy liên hệ với Long qua số điện thoại Long ghi trên màn hình. Long sẽ chia sẻ qua Zalo hoặc là qua các phương tiện truyền thông cho anh em. Đấy, trân trọng cảm ơn anh em đã theo dõi.